cảm nghĩ của thợ sửa xe và chủ gara. Để hiểu rõ hơn về những lợi ích của Castrol Magnatec, có lẽ không ai thích hợp hơn là những người thợ lành nghề tiếp xúc động cơ hàng ngày. Vì xe chở Việt Nam dừng và khởi động nhiều ở những đoạn đường ngắn mà 75% sự mềm mòn động cơ diễn ra từ khi khởi động, nên cần phải thay nhớt thường xuyên để bảo vệ động cơ. Tôi thường khuyên khách hàng sử dụng Castrol Magnatec vì Castrol Magnatec có công nghệ phân tử thông minh bám chặt như 500 tạo một lớp màng bảo vệ giúp giảm sự mài mòn, bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động. Hãy nghĩ đến những lợi ích lâu dài khi sử dụng dầu nhớt Castrol Magnatec cho xe của bạn. Do sản phẩm có đặc tính bảo vệ động cơ xe ngay từ khi khởi động, nên chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được những khoản tiền rất lớn trong tương lai vì không phải chi trả cho việc sửa xe, bảo trì xe do mài mòn gây ra. Còn những chủ hãng sửa xe thì sao? Liệu họ có thấy được sự khác biệt kỳ diệu này? Ta phải sử dụng dầu nhớt hợp lý. Castrol Magnatec là dầu nhớt kết hợp với những loại xe lưu thông trên quãng đường ngắn như ở Việt Nam, vì giúp ngăn đến 75% mài mòn động cơ ngay từ khi khởi động. Về cái Castrol Magnatec thì khách có tin tưởng vào sản phẩm này và muốn sử dụng cho những lần thay nhớt tiếp theo. Khách hàng của tôi cũng nói rằng sau khi sử dụng Castrol Magnatec thì động cơ chạy khá êm, máy đầm hơn. Và họ cũng giới thiệu nhiều khách đến gara tôi để thay nhớt Castrol này nữa. Cái dầu nhớt Castrol Magnatec thì tôi rất tin tưởng vào sự tối ưu của sản phẩm, nên rất tự tin tình hình kinh doanh của gara sẽ phát triển hơn nhờ Castrol Magnatec. Castrol Magnatec mang lại lợi ích tức thì cho động cơ xe ngay từ khi bạn khởi động, cho chúng ta sự yên tâm vì biết động cơ luôn được bảo vệ tốt nhất và tuổi thọ được kéo dài. Castrol Magnatec, bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động.